Mèo con sơ sinh còn non nớt mà chẳng may bị mất mẹ hoặc tách đàn sớm thì cần được cho uống sữa gì và cách cho mèo uống sữa như thế nào? Hãy xem hết video này để giải quyết các thắc mắc của bạn nhé. Sữa cho mèo con có thật sự cần thiết không? Sữa cho mèo là cực kỳ cần thiết cho mèo sơ sinh đến dưới 4 tuần tuổi. Chính vì thế với mèo con dưới 4 tuần tuổi, sữa mèo mẹ là cực kỳ quan trọng và nếu không có sữa mèo mẹ thì người nuôi cần bổ sung sữa phù hợp cho mèo con lúc này tuy nhiên khi mèo đã cai sữa và có thể ăn các loại thức ăn loãng thì sữa cho mèo lúc này không còn cần thiết mèo hoàn toàn có thể lấy các chất dinh dưỡng từ thức ăn hàng ngày thậm chí nếu lạm dụng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ngoài ra mèo ở các giai đoạn khác như đang mang thai giả yếu đau ốm cần bổ sung dinh dưỡng việc ăn uống và tiêu hóa khó khăn thì có thể cho uống sữa phù hợp và đúng cách vậy nên cho mèo con uống sữa gì khi muốn tìm sữa cho mèo thì phần lớn các chủ nuôi sẽ nghĩ cho mèo uống các loại sữa bò các loại sữa uống của người là được tuy nhiên cơ thể của mèo khó thể dung nạp được dinh dưỡng đến từ các loại sữa bò phần lớn sẽ phản ứng với lactose có trong sữa và thể hiện qua các triệu chứng như nôn ói, tiêu chảy, lờ đờ, mệt mỏi. Chính vì thế, khi muốn bổ sung sữa cho mèo thì bạn cần đảm bảo tìm đúng các loại sữa dành cho mèo. Trên thị trường hiện nay có các loại sữa phổ biến như sữa bio cho mèo con, đây là dòng bình dân với giá thành khá rẻ và dễ tìm thấy ở các cửa hàng thú cưng, trung bình khoảng 35.000 đồng cho 100g sữa bột cho mèo con pet thương hiệu sữa cho mèo của mỹ cung cấp đủ các chất dinh dưỡng được khuyên dùng cho mèo không có sữa mẹ giá bán trung bình 250.000 đồng trên 300 g sữa cho mèo cây ma thương hiệu đến từ mỹ này có thể sử dụng cho hầu hết mọi lứa tuổi và đặc biệt giúp mèo con tăng cường sức đề kháng và thể trạng cơ thể giá trung bình khoảng 380.000 đồng cho 170 g Sữa cho mèo Royal Canin Baby Cat Milk có công thức gần giống như sữa mẹ tự nhiên, giúp mèo con nhận được dinh dưỡng cần thiết nên giá thành khá cao, 300 g trung bình khoảng 561.000 đồng. Vậy, các câu hỏi đặt ra là, mèo con uống sữa tươi không đường được không? Mèo con có uống được sữa TH Chu Milk không? Hay có nên cho mèo con uống sữa Vinamilk? Câu trả lời là không nên đối với các loại sữa này và các loại sữa bò nói chung thì bên cạnh việc gây ra tình trạng không dung nạp lactose ở mèo làm mèo bị nôn ói, tiêu chảy, còn có thể gây mất cân bằng hoặc thiếu hụt dinh dưỡng do trong sữa có quá nhiều chất béo nhưng lại thiếu đi chất đạm cần thiết. Vậy đâu là cách cho mèo con uống sữa? Hầu hết mèo con sinh ra đều có bản năng bú sữa, vì vậy để cho mèo con uống sữa bạn chỉ cần dùng bình sữa có núm vú cho thú nhỏ đưa ngang miệng mèo con, chúng sẽ tự động bú sữa đến khi cảm thấy no. Tuy nhiên, cần kiểm soát dòng sữa chảy ra từ bình bú thật chậm rãi, tránh trường hợp sữa chảy ra nhiều và nhanh có thể khiến mèo con bị sặc hoặc nghiêm trọng hơn là bị ngạt thở. Trong trường hợp mèo sơ sinh quá yếu không thể tự bú, bạn hãy mớm sữa cho mèo con bằng ống xi lanh, nhỏ từng giọt một cách chậm rãi vào miệng để mèo con có thể nuốt xuống. Mèo sơ sinh cần được cho bú thường xuyên, trong một tuần đầu đời, mèo con cần được cho bú khoảng sau mỗi 2, 3 giờ đồng hồ. Sau đó giãn cách lên 4, 5 giờ. Mỗi lần cho khoảng 10 đến 15 ml sữa. Vậy đến khi nào thì mèo con có thể cai sữa nên cho mèo con bú hoàn toàn bằng sữa trong 3-4 tuần đầu đời. Sau đó, hãy cho mèo con tập cai sữa và làm quen với thức ăn lỏng bằng cách nghiền nát thức ăn và ngâm vào sữa trộn thành hỗ hợp mịn. Sau 2 tháng bạn có thể cắt hẳn sữa và chuyển sang thức ăn khô phù hợp với bé mèo. Video đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này hữu ích đừng quên ấn like, subscribe và để lại bình luận nhé chúc bạn một ngày tốt lành